Nếu mà đến với xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang mà bạn không thưởng thức qua món ăn này thì quả thật là một thiếu sót. Món ăn không thể bỏ lỡ đó chính là bánh canh Vĩnh Trung. Món ngon này có hình thức trông không quá đặc biệt, thế nhưng lại mang một hương vị rất riêng của vùng đất này. Với các nguyên liệu phong phú từ bò viên, thịt heo, cá lóc đến tôm khô, thịt gà, bánh canh Vĩnh Trung đã gây thương nhớ cho nhiều người suốt vài thập niên qua, hẳn là có lý do. Em chào chị. Chào em. Dạ. Mình đang chuẩn bị bánh canh cho thực khách đúng không chị? Đang làm cho khách. Dạ. Ở đây mình bán nhiêu năm rồi chị ha? 24 năm. 24 năm. 24 năm qua mà lúc nào em thấy ở đây cũng đông nghịch khách hết. Không biết là mình có bí quyết gì không chị? Nấu ngon, thương nhiều, đậm đà, cá thịt nhiều, thịt là... ngọt, khách đông. Dạ. Nguyên liệu tươi ngon, ngày nào bán hết ngày nấy. Dạ. Bình thường á thì mình mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ hả? 8 giờ sáng, 9 giờ tối. 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Vậy là mình hoạt động nguyên một ngày như vậy thì với cái lượng khách nhiều như vậy thì hàng ngày chị có tính được là mình bán được bao nhiêu tô không? Không có tô mà chị bán số lượng ký. Ngày có bán 7-80 ký, 100 ký vậy đó. Rồi trong bánh canh của mình thì có những cái nguyên liệu nào chị hả? Có tôm khô, cá, gà, giò heo, giò viên, thịt nạc, phèo. Nghe thôi thì đó là rất là hấp dẫn rồi. Vậy thì cho em một tô bánh canh thập cẩm nha. Gọi là bánh canh Vĩnh Trung vì nó được ra đời và bày bán nhiều ở địa phận xã Vĩnh Trung thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đây là một món ăn được làm từ bột gạo kết hợp với nước súp đậm đà mang hương vị rất riêng, thu hút đông đảo du khách ghé đến thưởng thức cứ mỗi khi có dịp đi ngang qua đây. Sự khác biệt của bánh canh Vĩnh Trung với các loại bánh canh khác là nằm ở cọng bánh dẹp chứ không tròn tựa đầu đũa như những nơi khác. Sợi bánh có độ dẻo dai bởi được làm từ loại gạo thơm đặc trưng của vùng bảy núi, vì vậy mà tạo nên điểm nhấn độc đáo cho món ăn này. Ngoài ra, bánh canh Vĩnh Trung còn nổi bật bởi phần nước súp thanh ngọt tự nhiên được nấu nhiều giờ từ xương heo, tôm khô, khô mực cùng với các loại rau củ như củ cải trắng, củ sắn. Trong tô bánh canh đậm đà hương sắc dùng thất sơn này có thể có cá lóc, bò viên, giò heo hay thịt gà, hoặc cũng có khi là thập cẩm, tùy theo khẩu vị và yêu cầu của thực khách. Bên cạnh bánh canh Vĩnh Trung, khu vực này còn bày bán các loại đạp xưởng bò có hương vị thơm ngon đặc trưng. Món ăn này cũng đã để lại ấn tượng khó phai cho những ai một lần nếm thử. Trong lúc mà bạn đang ngồi chờ đợi tô bánh canh của mình được ra thì có thể thưởng thức món lạp xưởng bò ở đây. Rất là ngon đấy nha. Bây giờ mình ăn trước món lạp xưởng bò nha. Cái lạp xưởng bò này á khác với lạp xưởng bò ở Tân Châu, những bạn nhìn thấy là ở đây là loại lạp xưởng dài và sườn sẽ cắt khúc nhỏ nhỏ như thế này để chúng ta tiện ăn. Bên cạnh đó thì phía ngoài á, khi mà nướng lên á, thì nó giòn tan luôn các bạn, nhưng mà bên trong nha có cái phần mỡ nè, nhai vào á, nó béo, nó ngon cực kỳ luôn. Vị thì mặn mặn, ngọt ngọt và thơm một chút tiêu nữa, khá là thú vị đó. Các bạn có thể ăn lạp xưởng bò cùng với một ít đu đủ sống như thế này, rất là ngon. Bánh canh Vĩnh Trung có nước súp trong vắt, nóng hổi và thoảng hương thơm ngào ngạt của các loại nguyên liệu tươi ngon. Kết hợp cùng với sợi bánh trắng nõn, dai thơm đã làm nức lòng bao thực khách gần xa.
Sau khi ăn lạp xưởng bò xong thì các bạn có thể thưởng thức ngay tô bánh canh rồi. Ăn nè. Ở đây phần giá hẹ được trụng riêng và để riêng như thế này để các bạn có thể tự điều chỉnh được là mình muốn ăn bao nhiêu rau giá hẹ thì mình có thể trụng bấy nhiêu. Mình đã gọi một tô bánh canh thập cẩm, trong đó thì có rất là nhiều những cái nguyên liệu đi kèm nha. Đây, xác lát nè, bò viên, tôm khô, phèo và cả chim giò nữa. Còn có cá nữa. Bánh canh ở đây các bạn, bạn nhìn nè, đây là bánh canh dẹt chứ không phải tròn, và khi chúng ta ăn vào thì nó lại dẻo và dai, ăn vào là có hậu ngọt nữa. Bên cạnh đó thì phần nước súp ở đây được nấu rất là đậm đà và vừa miệng nha. Đó là do nấu từ xương heo á, cho nên là nó khá là ngọt. Nếu mà có dịp đến với huyện Tịnh Biên ở đoạn là chợ Vĩnh Trung thì các bạn hãy tìm những quán bánh canh ở đây để thưởng thức qua món bánh canh Vĩnh Trung để cảm nhận về sự khác biệt của món ăn này độc đáo như thế nào nha. Oh.